À, chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay Sang với Nhất Quỳnh với lại Rít dậy rất là sớm để chuẩn bị mình gom võng đồ đạc này kia đi tới một cái khúc suối mới mà giăng lưới đó tiếp nha. Tại vì cái đoạn suối này ngày hôm qua Sang với mọi người cùng với Nhất Quỳnh mình cũng đã giăng lưới chặt cá ở đây một đêm rồi. Những cá to thì mình cũng bắt gần hết rồi mọi người, nó không còn nhiều nữa. Nên mình phải đi xuống cái ngọn suối mới, một cái chỗ vũng nước mới thì mình mới bắt được nhiều cá hơn nha. Còn đây là mấy con cá mà tối qua mình đi chặt được, mà mần xong mình ui khó quá, mình gác lên trên cái giàn sấy đây nè, ra cá gác sau một đêm á, thì mọi người thấy này, đây, đây là con cá mà mình đã gác sau một đêm ha, nó vàng nhìn rất là đẹp luôn. Thì cá mọi người gác á thì cố gắng là mình đừng có cào vẫy, để khi mà con cá nó khô lại á, mình trở con cá đi á, thì con cá nó sẽ không bị tróc cái phần thịt nó ra nha. Với lại cái phần vảy đây khi mà về mọi người chế biến nó thành đồ ăn á, thì mọi người cứ lột cả một cái lớp vảy này ra, xong rồi mình bỏ con cá vô mình nấu lại thôi. À, cái phần vảy này có tác dụng là nó che cái bụi bẩn dính lên con cá đấy, dính lên thịt con cá đó. Đây này, mọi người xem cá này đẹp không? Con này thì vẫn chưa khô hẳn nha, phải gác khoảng tầm một đêm nữa thì nó khô thì mới mang về được. Đây, như con này là khô hẳn này. À, con nào vàng cái này là khô hẳn, còn con như con này là chưa khô, phải gác một đêm nữa. Những con to thì phải gác 2 đêm. À, giờ chuẩn bị mình ăn cơm sáng. À, buổi sáng trong đây thì nó yên tĩnh lắm mọi người, trên đầu thì tiếng chim hót líu lo luôn, mấy con khỉ nó chạy vòng vòng đây nè, nó kêu sáng sớm nó kêu rất là nhiều luôn. Bây giờ thì cũng mới 6 giờ mấy sáng thôi, nước thì chảy róc rách, chim thì trên trời hót líu lo. Tối qua thì lúc mình chặt á, nó khoảng tầm 4 đến 5 ký cá này nha mọi người. Nhưng mà sau khi mình gác thì cá này rất là nhẹ luôn, chắc còn khoảng được 1 ký thôi. Mình xách lên cho, được trong túi cho. Ôi còn 6 con mình. Cho vô luôn. Xách lên cho. Nặng không? Nhẹ xíu. 2 ký không? Ok. Giờ mình lại tiếp tục cái hành trình đi xuống dưới khúc suối xa dưới kia nha. Vừa đi vừa thăm gỡ hết mấy cái tơ lưới hôm qua mình giăng á, mang xuống mấy cái hố dưới kia chứ mình không có để trên đây ha, tại vì hố này mình giăng qua một đêm thì cũng không còn cá đâu. Dính không? 2 con. Tối qua mình chặt cũng muốn hết hố này rồi. Đi thêm 3 tiếng đồng hồ nữa đã đi được đến một cái đoạn suối nó rất là to đây nè. À, khúc dưới đây suối hồ, những cái hố nước nó rất là to luôn mà nước nó sâu, nước to nước sâu thì cá nó cũng nhiều, nên Sang với anh Rick quyết định là ngủ lại đây một đêm ha. Tối hôm nay thì mình sẽ dừng lại cái khúc suối này, mình chặt cá, giăng lưới, bắt cá dưới đây với lại sấy cá ở đây một đêm nữa. Thì tranh thủ cái thời gian á, Sang với anh Rick vừa mới phát dọn được một cái lán trại phía trong cái mé chỗ này nè. Giờ mời mọi người vào phía trong lán trại của Sang. Bây giờ thì trời cũng đã trưa nên Nhóc Quỳnh nó vừa mới chuẩn bị bữa trưa. Bên kia là Sang vừa mới giăng được 2 cái võng, làm một cái chỗ gác cá này. Anh Rích thì vừa mới gỡ mấy cái tơ lưới mà ngày hôm qua mình giăng á. Lưới mình giăng ở trong rừng á, thì cứ mỗi bữa là mình phải mang lên mình gỡ hết rác ra thì mình giăng lại mới dính nha. Tại vì suối trong rừng nó nhiều lá tre lá rác lắm mọi người, nên mình không gỡ thì không dính được cá. Làm như Quỳnh muối ớt để ăn cơm. Giờ thì mình ăn cơm trưa xong rồi nghỉ ngơi một xíu cho nó khỏe rồi mới bắt đầu đi giăng lưới cá. Cơm nước thì nãy giờ mình vừa mới ăn xong, bây giờ thì mình mang mấy cái tà lưới Rít vừa mới gỡ rác xong á, ra những cái hố nước nào mà nó to mình bắt đầu là thả những cái tà lưới xuống những cái hố nước đó để kiếm cá nha. Sẽ cho mọi người xem cá đây này, đi xuống nhẹ nhẹ mọi người xem này. Đâu, tối qua mình kiếm để chặt không có, không thấy nhiều. Hôm nay thì đầy luôn, nó bơi thành đàn đàn luôn nha, ban ngày luôn nè. Đây này, ui nó núp dưới gốc cây nhiều lắm mình ơi, quá trời luôn. Đó luôn hả? Hôm qua trên kia cá nhỏ xíu à, nay dưới đây cá bự bự.
Quỳnh qua bên đó, Quỳnh. Thả ngay trong đó. Nhiều lắm, có khi thả xuống dính luôn á. Lưới mình giăng phía trong rừng thì nó khó một xíu nha mọi người, do lá tre nó nhiều quá. Nên khi mà mình giăng xong á, mình cố gắng là mình đè xuống cho lá tre nó chìm. Đây nè, phía dưới đây nhiều cá lắm. Quá chạy lên cưng không? Quỳnh nó chạy kìa. Ui một con, mọi người thấy không? Quỳnh ơi. Ừ nè. Nè nè. À, sang vừa, ôi xảy ra. Sang vừa mới bỏ cái tay lưới thôi. Dở cái gốc cây lên là dính một con rồi. Lá tre nó nổi là nó con cá nó bơi qua luôn. Mình vũ cái lá tre ra hết rồi, cưng đè nó xuống rồi nè. Mình phải đè nó xuống nha. Không nó nổi như thế này nè mọi người. Là con cá nó bơi qua luôn, không có dính được. Đè chén hết lá ra rồi cưng phải đè nó xuống. Rồi để xuống cho nó chìm xuống. Để xíu xíu. Mày chăng coi. Kiếm không? Ở đây có một cái bắp chuối nhỏ nè. Mọi người xem cái bắp chuối này. Màu rất là đẹp luôn ha. Nhìn đẹp ha. Đỏ đỏ vàng vàng. Ở đây. Ở đây có mấy cây bạc hà to, nhưng mà thôi đừng có đụng cái này. Hôm qua nhóc Quỳnh đụng xong phải đi tắm. Đã bảo là đừng có đụng đâu nghe. Đừng lột cái Quỳnh lát về để nguyên cái đó là nướng rồi. Sang cho mọi người xem cái hố nước mà Sang vừa mới kiếm được nè. Cá nó bơi đàn đàn ở dưới rất là nhiều luôn nha. Mỗi đàn thì khoảng tầm mười mấy con luôn. Và cái đặc biệt là cái hố này cá to to không à. Đây, nó bơi ngẹt lên tới phía kia luôn. Những cái hố nước mọi người đi kiếm đi giăng lưới á, những cái hố nước nào mà nó đục đục như này nè thì là cái nước phần nước phía dưới nó sâu, những cái hố nước này thì giăng dễ dính cá hơn nha. Những cái hố nước trong thì con cá nó thấy được cái lưới của mình á, khó giăng dính. Nhiều lắm, nhiều lắm. Anh đít đâu? Anh đít đi đó, anh đi xuống. Anh xuống hả? Ôi nhiều lắm Quỳnh ơi. Đây nè, Quỳnh thấy không, nó bơi chân anh nè. Đây nè, cho mọi người xem nè. Ôi, cho mọi người xem cá nè. Nhiều ghê ha. Nhiều đàn luôn. Ôi cá nhiều kinh khủng luôn. Còn hai tay lưới cuối cùng nha mọi người. Nhưng mà quyết định là giăng hết hai tay lưới này ở chỗ này luôn. Sau rồi mình sẽ dùng cây, dùng nước mình tạt, mình lùa cho con cá đâm vào trong lưới nha. Mới đầu thì định là sẽ giăng thêm hai dũng nữa. Nhưng mà cái dũng này cá nhiều lắm. Ui nước khá sâu. Ui, bên đây có tảng đá. Cho mọi người xem tảng đá bên đây nè. Có một cái tảng đá to. Rồi, thả ta lưới này xuống đây. Rồi, sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Suối mùa này trong rừng nó rất là lạnh nha mọi người. Nên bơi xuống đây tay chân mình run hết luôn á. Nhưng mà cái hố này rất là nhiều cá. Sang với nhóc Quỳnh với Rít á, quyết định là giăng cái ta lưới này xong nè. Anh Rít đã giăng xong cái ta lưới này rồi. Bây giờ mình sẽ nhảy xuống cái hố này, mình bơi, mình quậy, mình đập để cho con cá nó quảng á, đâm vào trong lưới mình nha. Bây giờ Sang cũng như Nhóc Quỳnh thôi. Bạn hả? Xuống nha. Xuống đây. À đi coi xuống không? Xuống đây. Xuống xuống. Xuống xuống. Lạnh lắm, lạnh lắm. Cá chiều à? Cái cá chiều à? Quỳnh ơi. Con. Đây cho mọi người xem cá này. Nãy giờ Sang với nhóc Quỳnh lùa. Nó sợ quá, nó chui vô đây. Đây này. Ui, mọi người thấy cá không? Bắt đúng được luôn anh Đích ơi. Cái này nhiều lắm. Ui, mọi người thấy cá không? Ui, nhiều lắm.
bắt muốn được lấy dao vô đây chặt được luôn á. Cá nhiều lắm. Cái bò sát với cái bò này nè. Cái hồ đây nè. Ui quá trời luôn. Ui Quỳnh vô đây coi nè Quỳnh ơi, quá trời luôn nè. Quá trời nhiều lắm. Ui nhiều lắm. Ôi sao tắt điện thoại đang mò thử nha. À, mấy con cá chỗ này á nó rất là khôn luôn mọi người. À, nó không chịu bơi ra khỏi cái bờ đá này để đâm vào trong lưới kia. Nên mà giờ Sang với nhóc Quỳnh có một cái kế hoạch rất là quan trọng là sẽ dùng một cái tay lưới còn lại đây nè. Mình căng sát với cái bờ đá này, mình lùa vô rồi hai anh em kéo sát cái bờ đá. Rồi mình sẽ bắt từng con nó nha. Tại vì mọi người thấy không? Nó bơi sát cái bờ đá này nè. Đây nè. Nó đâu có chịu bơi ra đâu. Giờ nên Sang phải sẽ phát dọn hết chỗ này luôn. Phát mình ra cách bắt cá mới. Nước thì khá lạnh nhưng mà thấy cá nhiều thì cũng không còn lạnh nữa. Nhiều không? Nhiều. Ngạt luôn không? Hết lưới trên hết. Rồi, Quỳnh cầm ở trên ở dưới gì nè. Lại đây, lại đây. Bơi rít cũng vậy luôn, giống như mình kéo vô rồi đó. Anh ốp vô cái anh cầm giữa anh lùa vô. Nè, viền dưới. Rồi, Quỳnh cầm viền trên viền dưới. Đợi em xíu, em ra giữa. Rồi mình lùa vô nha. Lùa sát vô cái là dính đó thôi. Từ từ. Rồi vô. Từ từ vô thôi, để nó. Đừng kéo nó quịch, nó không chìm lưới. Nó khôn lắm, nó không chịu vô sát anh hết rồi. Đây. Cá thì đầy luôn mà. Ôi lưới nổi. Ôi, dính rồi. Dính không? Nó có kìa. Dính con hả? Thôi đừng dở lên, đừng để xuống dưới đi. Để lùa. Ui dính nhiều rồi, mấy con à. Dính không? Dính mấy con à. Ui dính rồi, dính nhiều lắm rồi. Ui dính nhiều lắm rồi. Ui rách lưới hết rồi. Chú ý gọn lưới. Khi đi cho em lùa là nó phát nó gọn lưới nha. Để rách hết lưới. Nó kéo em đi lùa đi. Có con cá bự nè. Cá bự lắm. Đó. Đừng. Quên đừng dở lên. Quên đừng dở lưới lên, rách lưới á. Bỏ lưới nằm xuống. Cứ dở lưới lên là rách không còn cái lưới luôn á. Nó phóng ra bớt rồi. Ừ, nó phóng kìa. Rồi đến đây gom lưới lên, rách hết lưới. Kéo ra. Sao chào mọi người xem nè. Ôi rách lưới hết rồi. Thôi gom vô đi. Anh rách. Gom hết vô rồi gỡ sao anh rách ơi. Cá nó mạnh quá, rách hết lưới rồi. Kéo ra. Đi tới Quỳnh. Mọi người xem cái kế hoạch của Sang với nhóc Quỳnh làm này. Thành công ghê không? Một tí xíu thôi, dính ở đây kìa. Mọi người thấy không? Một sâu dài luôn. Chắc khoảng chục con á. Ý là nó nhiều lắm. Nhưng mà lưới lưới mình nó ngắn quá, nó tông xuống dưới. Hoặc nó nhảy qua. Có con bự quá thì tông cách lưới luôn. Đây này. Xảy hết rồi. Cái lưới nó chịu không nổi, rách hết rồi. Mình nhựa cao cái lưới mình. Đây. Rồi lên rách. Ui, có cá to. Mọi người xem cá này. Bắt cá không khó mà. Lên trên thì có lửa luôn. Thôi, gỡ lưới, gỡ cá. Một con cá bự lắm, nó chạy luôn nè. Đây. Mọi người xem con cá này. Nhìn đẹp ghê không? Đây. Cá sú nha, nó màu xanh vàng vàng nha. Cá thì mẹ nhóc Quỳnh vừa mới gỡ ra xong. Mọi người xem đây là cái thành quả của một cái tay một lần kéo của Sang với nhóc Quỳnh với Rít nè. Nhiều ghê không? Ở đây chắc khoảng tầm gần cả 1 kg cá nha. Tại vì con cá này, con cá nào cái đấy nó cũng khá to. Gần cái bàn tay của Sang. Nhưng mà loại cá này ở trong rừng nó khá là đẹp luôn. Màu xanh nè. Tối nay thì mình đi chặt lại mới nhiều. Hôm qua thì chặt được muốn ít thôi. Hôm nay xuống cái khúc này thì chặt nhiều hơn. Rồi thì lấy mấy con ra mình nướng ăn nha. Nướng ăn co lấy sức đi ăn lưới tiếp. Vào rừng như thế này đâu bao giờ sợ đói đâu. Đã Quỳnh, lạnh nhưng mà đã không? Người xem con cá suối mà nhóc Quỳnh vừa mới xỏ vô trong cây này.
nhìn khá là đẹp luôn ha. Cá thì mình vừa mới bắt ở dưới suối lên, người thì vẫn còn đang lạnh đây nè. Đốt sẵn một cái đống lửa, mình xỏ con cá mình vừa mới bắt vô trong cây, mình đặt lên trên đống lửa mình nướng và vừa sửa ấm luôn, có cá để ăn luôn. Vào trong rừng này thì mình đâu có sợ đói đâu, cá dưới suối thì đầy luôn mọi người. Ở đây thì mình nướng ba con ăn, sửa ấm cho nó ấm xong người á, ăn ba con cá này rồi tiếp tục xuống dưới suối mình kéo thêm vài mẻ nữa. Cứ mỗi mẻ 10 con, kéo khoảng tầm 10 mẻ thôi được 100 con rồi. Nhiều hơn tấu hoa chặt luôn. Giờ đợi cá chín rồi ăn nha. Xem con cá thì mình bắt ở dưới suối mình đem thẳng lên đống lửa mình nướng này. Cái mùi nó thì rất là thơm luôn nha. Giờ thì mình sẽ bắt đầu là ăn cái con cá này. Thì để làm món cá nướng mọi trong rừng á, thì mọi người lúc nướng đừng có làm vẫy của nó. Khi mà mọi người nướng xong á, mình lột cái phần vẫy này mình bỏ đi, thì con cá nó sẽ sạch sẽ luôn, nó trắng tươi phía trong đây nè. Đấy. Đấy, tác dụng là đừng có lột, đừng có làm vẫy nó đi. Cái phần vẫy mình khi mình lột đi á, cái phần thịt phía trong nó không có dính cái tro trấu nha. Bây giờ mình chuẩn bị ăn thôi. Quỳnh chưa chín hả? Thôi, mời tất cả mọi người nha. Cá mình vừa mới bắt dưới suối mình đem lên nướng liền á, thịt nó cực kỳ ngọt luôn, với lại thịt nó dai, nó ngon lắm. Cái món này là chẳng phải là không phải là nhiều người được ăn đâu, chỉ có những người đi rừng đi này kia nhiều, trong cá trong suối nhiều thì mới ăn trực tiếp như thế này thôi. Mời mọi người nha. Buổi tối ngày hôm nay thì vừa mới ăn cơm nước xong, giờ thì sang với Alex đang mài dao để chuẩn bị mình đi xuống suối mình chặt cá tiếp. Đây là toàn bộ cái số cá mà buổi tối ngày hôm nay sang với gia đình nhóc Quỳnh đi chặt nè mọi người. Tối hôm nay thì cố gắng chặt lắm luôn á, là đi từ 6 giờ rưỡi chiều đi tận tới 10 giờ tối mà chỉ chặt được bao nhiêu đây thôi, bằng cái số cá ngày hôm qua. Giờ thì phụ nhóc Quỳnh bằng cá, sao mình bắt đầu gác cái số cá này nữa, sáng mai khô là mình mang về thôi. Đây là toàn bộ cái số cá cũ với lại cá mới của hai ngày vừa rồi mình đi chặt được của mọi người. Đây là số cá cũ thì nó đã vàng, nó khô hẳn rồi, nhưng mà số cá này cứ để lên đây gác thôi, ngày mai về cho nó nhẹ. Còn đây bên đây là số cá mới. Cá mới của tối hôm nay thì chắc cũng được 3-4 kg, bao nhiêu đây thì cũng được khoảng tầm, nếu mà cá còn tươi như vậy hết á mọi người thì cũng ăn 10 mấy kg. Mình ăn rồi mình nướng đồ này kia rất là nhiều luôn. Hai ngày bao nhiêu đây thì cũng khá là nhiều, chắc cũng khoảng tầm gần nửa gùi rồi. Nhóc Quỳnh thì đang đốt bên kia đống lửa. Giờ thì mình trời khá khuya rồi, bây giờ mình tranh thủ đi ngủ thôi. Sáng mai lấy sức đi về. Dỗng Sang thì nằm ở đây. Sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay là ngày thứ 3 mà Sang đi vào trong rừng trong suối này bắt cá trong suối cùng với gia đình Nhóc Quỳnh để chuẩn bị cho cái Tết sắp đến mọi người. Thì hai đêm vừa rồi á, Sang với anh Rích đã chặt cũng được rất là nhiều cá. Cái số cá gác bếp chắc khoảng tầm 10 kg cá khô thì bao nhiêu đây đã đủ cho cái Tết sắp đến rồi. Nên sáng hôm nay gia đình Nhóc Quỳnh chuẩn bị gom đồ đạc và đi về. Thì hai ngày vừa rồi á, mọi người thấy cái cuộc sống của gia đình Nhóc Quỳnh ở trong rừng là như thế nào. Đầu tiên là không lo toan, không bộn bề, vui vẻ và rất là hạnh phúc ở trong rừng này. Dưới suối á, thì có rất là nhiều cá, trên rừng thì rau rất là nhiều. Đói bụng á, thì xuống suối bắt cá, chặt thêm một ít rau rừng nữa là mình được một bữa cơm rất là ngon rồi. Đôi khi ngoài kia có những người rất là giàu, điều kiện đầy đủ hết cả,
nhưng mà chưa chắc người ta đã có cuộc sống như thế này, chưa chắc người ta đã hạnh phúc, vui vẻ với cuộc sống của họ. Nên đôi khi cái cuộc sống như vậy á, là một cái cuộc sống mà rất là nhiều người mơ ước mọi người. Một cuộc sống không lo toan, không lo nghĩ, không bộn bề gì hết. Sáng hôm nay thì Sang đi vòng vòng bờ suối, quay vài cảnh dòng dòng suối này cho mọi người xem. Xong rồi mình đi vào phụ Nhất Quỳnh gom gọn đầu đạc, gom cá vào trong gùi mình đi về ha, để xem toàn bộ số cá của hai ngày vừa rồi mình chặt á được bao nhiêu nha. Dạ. Là khô hết rồi. Đây là toàn bộ cái số cá mà hai bữa mình đi chặt để giăng lưới được rồi mọi người. Bây giờ thì Sang đang gom cái số cá này bỏ trong gùi và mình chuẩn bị đi về ha. Mọi người xem nguyên một cái nắm cá này. Cá này thì khi mình sấy nó khô á, thì nó không còn nặng nữa nha. Nó nhẹ lắm. Nhưng mà được cái nó rất là thơm luôn. Mình hửi nó thơm phức cái mùi cá sấy mà. Bỏ vô hết đi. Cũng nhiều ghê ha. Chủ yếu là mình đi chặt cái giăng lưới thôi mọi người. Giăng lưới thì được một ít thôi. Chặt thì mới nhiều. Nhưng mà mọi người xem đây nè. Hai ngày đầy gùi thấy không? Đó. Toàn là cá to to không à. Mấy cá nhỏ thì mình ăn hết rồi. Được bao nhiêu đây nha. Quỳnh Linh thử mấy ký? Chục ký không? Đầy gùi chắc được chục ký. Chục ký ha. Rồi lên xuống như kia đi. Giờ thì cá cũng đã sấy rồi. Giờ sang với mọi người cùng với Quỳnh tháo võng, gom đồ đạc này kia hết rồi mình đi về ha. Nước cầm rồi phải không? Đồ đạc thì nãy giờ Sang với gia đình Nhóc Quỳnh cũng đã gom hết rồi. Cá thì cũng đã cho vào gùi hết rồi. Giờ thì mình chuẩn bị cái chuyến hành trình từ đây đi về ha. Cái chặng đường đi về thì nó sẽ gần hơn là đi nhanh hơn, không phải gần hơn. Mình đi về nhẹ đồ mình sẽ đi nhanh hơn là cái chặng đường đi vào. Chắc khoảng tầm 6 tiếng, 7 tiếng thì ra tới ngoài ha. Và cái clip của Sang ngày hôm nay á, đến nay có lẽ là sẽ tạm dừng tại đây. Nếu mà người yêu quý Sang cũng như là Nhóc Quỳnh á, mọi người hãy cho Sang xin một like và cái kênh ủng hộ cho Sang nha. Sang chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye. Bye.